Mấy bữa trời mưa, rau củ kỷ mọc tốt quá trời luôn mọi người. Thế là mình hái vào để nấu canh nè. Nêm nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, cho hành lá cắt nhỏ, một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng cà phê dầu ăn, xíu tiêu. Giờ thì mình sẽ trộn đều lên và ướp khoảng 15 phút nha mọi người. Cho 1 lít nước vào nồi, nấu cho nước sôi lên rồi mình sẽ cho thịt băm lúc nãy vào. Thịt heo băm nhuyễn mình trộn với củ hành tím băm nhuyễn. Giờ mình nêm một muỗng canh đường, một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt. Nấu tầm khoảng 10 đến 15 phút cho thịt băm chín. Mọi người nhớ nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Thịt băm đã chín thì mình sẽ cho rau củ kỷ vào. Rau hái ngoài vườn nhìn tươi và xanh ngon ghê luôn á mọi người. Cho rau vào xong mình sẽ trộn đều cho rau xèo xuống thì mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Rau này rất là nhanh chín cho nên mình bỏ vào mình phải tắt bếp liền. Như vậy sẽ giữ được độ giòn và ngọt của rau. Rau này ăn cũng rất là mát á mọi người. Trời mưa tí tách mà có tô canh ngon ngọt như thế này để ăn thật là ấm bụng. Nếu thích ăn hơi se cay thì mọi người cho thêm xíu tiêu xay vào nha. Rau này mọi người có thể tìm mua ở những chợ nông thôn, người ta bán rất là nhiều. Mọi người còn biết món gì ngon thì chỉ cho Ni với nha. Chúc mọi người một ngày an nhiên và tốt lành.